Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị lũ vách âm thân VIP luôn nha. Cây phôi mới về nhà vườn bao sống, mình yên tâm luôn. Miễn là mình chăm có tâm là ok thôi. Ví dụ như thế này thì về mình chỉ để trong mát và mình đắp cái vải thun hoặc là bao bố lên là ok nha. Mình tưới nước giữ ẩm là ok thôi. Rồi cây này có mã số là 219, hoành gốc, hoành xét gốc đây là 80 nha. Cây cao là 60, đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 45. Cây này lũ vách âm thân VIP. Nhà vườn xin giao lưu là 1.800k bao ship, giao lưu nhanh luôn nha. Lũ nè, rất là đẹp. K bao ship. Nhà vườn gửi luôn chậu nha. Gửi luôn chậu để về mình chăm luôn. Còn nếu mình không thích lấy chậu thì gửi không nó cũng nhanh gọn thôi. Dù mấy cái cây này về mình có chậu đẹp mình vô luôn một lần luôn. Để sau này mình khỏi sang tới sang lui. Tại vì mỗi lần sang tới sang lui thì cây ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng đó cả nhà. Rồi mã số 219, 1.800k bao ship. Lũ vách âm thân, cây VIP nha. Này, lá còn xanh tươi tốt luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị lũ vách âm thân VIP luôn nha, form thiên nhiên. Cây này có mã số là 220, hoành gốc. Hoành gốc bên dưới đây là 110, cây cao là 50. Đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 57 nhân cho 35 nha. Cây rất là VIP luôn. Lũ vách nè. Lỗ thép vách. Cái này mình làm rừng trên thân hoặc là mình làm form thiên nhiên gì đó cũng rất là ok luôn nha. Mót đầu luôn. Rồi cái này nhà vườn xin giao lưu là 3.500k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh luôn. 3.500k bao ship. Cẩm thị lũ vách âm thân VIP. Phôi mới về nhà mình yên tâm luôn. Này, rất là mạnh luôn nha. Đang bung lọc luôn. Về cỡ tầm một tuần. K bao ship. Cây VIP nha. Phôi này rất là VIP luôn. Mót đầu luôn cả nhà. Rất chi là mềm luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.